nhắc đến micro không dây karaoke cao cấp, thật là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua cái tên BF Audio, một thương hiệu đã có vị trí vững chắc trên thị trường Việt Nam bởi chất lượng hàng đầu, điều mà chúng ta không còn phải bàn cãi nữa. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Mới đây, thương hiệu này đã cho ra mắt mẫu micro không dây cao cấp BF Audio G11. Đây là chiếc micro dành cho dàn karaoke VIP với 500 cân không bao giờ trùng sóng. Để xem chiếc micro này có thực sự chinh phục bạn không nhé. Hoàn toàn khác với mẫu micro không dây BF Audio K304D Plus thế hệ trước, micro BF Audio G11 sở hữu thiết kế mới cùng nhiều tính năng nổi bật mới. Chính vì thế, BF Audio G11 cũng sở hữu mức giá cao hơn. Tuy nhiên, so với mặt bằng thị trường thì hoàn toàn không quá đắt đỏ và những ai đam mê âm thanh đều có thể dễ dàng sở hữu. Phải nói là những dòng micro trước đây thật sự ghen tị khi mà chiếc micro BF Audio G11 này được nhà sản xuất ưu ái hơn rất nhiều bởi trang bị những tính năng và công nghệ tiên tiến nhất. Chính vì thế mà chiếc micro này từ khi mới ra mắt đã trở thành chiếc micro đình đám. Sở hữu công nghệ âm thanh tiên tiến từ BF Audio, trang bị 500 cân hiển thị, có thể tùy chỉnh sóng xa sóng gần, tùy chỉnh chống cộng hưởng u nền khi hai micro gần nhau hoặc chụp kính đầu lưới micro. BF Audio G11 có khả năng bắt sóng xa nhất trong các dòng micro cao cấp nhất hiện nay, có thể bắt âm ở khoảng cách hơn 100m. Trang bị công nghệ tự động ngắt hú cho phép micro BF Audio G11 có thể loại bỏ hoàn toàn tình trạng hú rè, dù cho micro BF Audio gần loa, gần điện thoại đang hoạt động cũng không sao. Micro BF Audio G11 được trang bị công nghệ âm thanh tiên tiến nhất, cho âm thanh phát ra đầy đặn, tiếng ca trong sáng rõ ràng, rất phù hợp với những buổi biểu diễn âm nhạc cũng như dàn âm thanh đám cưới ngoài trời. Với thân micro được làm từ nhôm CNC dày dặn chống xước, phủ nano chống bay màu, kiểu dáng cực kỳ sang trọng, micro BF Audio G11 đã thu hút mọi khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Được sản xuất bởi vật liệu và công nghệ chống va đập cực tốt, G11 hoàn toàn không móp méo dù va đập mạnh. Khả năng chống sốc tuyệt đối khi đánh rơi, không phát ra tiếng động trên loa, độ bền tuyệt đối, quang quật thoải mái mà không lo hỏng hóc, móp méo. Như vậy có thể thấy rằng, chiếc micro BF Audio G11 này không làm bạn thất vọng, từ kiểu dáng thiết kế cho đến tính năng và công nghệ được đầu tư kỹ lưỡng từ nhà sản xuất BF Audio. Và còn tuyệt vời hơn, khi tại Vida của chúng tôi, giá khuyến mãi của chiếc micro này chỉ còn 6.500.000 đồng. Và nếu ai muốn trải nghiệm âm thanh của chiếc micro BF Audio G11 này thì đừng quên ghé thăm các showroom của Vida để được trải nghiệm miễn phí. Và đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của Vida nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.